3 tuổi vào nhất tháng 6 âm, chạm đâu cũng ra vàng. Tử Vi dự báo, bước sang tháng 6 âm, có 3 con giáp gặp nhiều may mắn, giàu có hơn người. 1. Tuổi Mão. Mão là kiểu người lanh lợi có thừa, họ thông minh vượt trội. Ngoài ra, người tuổi Mão còn có khả năng quản lý tài chính tốt, biết cách đầu tư và tiết kiệm đúng cách giúp nguồn tiền của họ không bị thất thoát. Tháng 6 âm lịch cũng là giai đoạn Mão bước vào thời kỳ thăng hoa, họ được thần tài mang đến cơ hội làm giàu, sự giàu có gia tăng gấp bội. Ngoài ra, quý nhân xuất hiện sẽ là bệ đỡ vững chắc giúp họ đạt được những bước tiến xa hơn nữa. Cuộc sống của Mão ở giai đoạn này cực kỳ giàu có và trù phú. 2. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu nổi tiếng điềm đạm, chăm chỉ, cuộc đời họ thường có quý nhân thương yêu, bề trên nuông chiều. Thời gian này, con giáp Sửu càng thêm phúc thêm phần, họ sở hữu cuộc sống sung túc đủ đầy, hạnh phúc ấm êm, đường công danh tài lộc đi lên dùng dục. Từ tháng 6 âm lịch trở đi, nhờ được các tinh soi chiếu nên con giáp này sẽ cực kỳ thuận buồm xuôi gió, làm một hưởng mười, việc kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Họ chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội, không từ bỏ dù là tia sáng nhỏ nhất và nỗ lực hết mình thì rất nhanh sẽ trở nên giàu có. 3. Tuổi Dậu. Dậu nổi tiếng là con giáp giàu ý chí và năng lượng. Một khi họ đã quyết tâm thì không gì ngăn cản được. Tháng 6 âm Dậu sẽ làm ăn suôn sẻ, họ muốn gì được nấy. Dù họ là người làm công ăn lương hay làm chủ thì họ bội thu may mắn, tiền nhiều vô kể. Càng về cuối năm con giáp này càng đắc tài đắc lộc, sung sướng như tiên, cuộc sống của họ khiến ai nấy đều hờn ghen đỏ mắt. 90 ngày tới, các tinh chiếu mệnh, 3 tuổi kiếm tiền dễ dàng, giàu sụ. Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, 3 con giáp may mắn được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. 1. Tuổi Mão. Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, từ tháng 7 đến tháng 9, vận may tài chính của người tuổi Mão sẽ đạt đến đỉnh cao. Người tuổi Mão thường cởi mở, chân thành và hào phóng trong hành động, tạo nên một hình ảnh rất đáng tin cậy trong mắt mọi người. Trong giai đoạn này, bạn bè tuổi Mão sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ và tài lộc dồi dào. Họ không chỉ đạt được thành công vượt trội trong công việc mà còn thu được lợi nhuận cao từ các hoạt động đầu tư và quản lý tài chính. Sự xuất hiện của quý nhân giúp người tuổi Mão đạt được kết quả đáng kể với ít nỗ lực hơn, mang lại nguồn thu nhập dồi dào. Trong thời gian này, họ sẽ gặp nhiều may mắn, công việc suôn sẻ và nhanh chóng trở nên giàu có. 2. Tuổi Tuất. Con giáp này rất giỏi nắm bắt cơ hội và biết cách thể hiện tài năng của mình đúng thời điểm. Trong giai đoạn này, những người tuổi Tuất sẽ được quý nhân ưu ái, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Sự giàu có của con giáp tuổi Tuất chủ yếu đến từ sự nghiệp. Khi hiệu suất làm việc của họ tăng lên, thu nhập của họ đương nhiên sẽ tăng theo. Ngoài ra, người tuổi Tuất có thể trải qua một số sự kiện bất ngờ trong cuộc sống, chẳng hạn như trúng xổ số hoặc nhận được một món quà không ngờ tới. Với sự giúp đỡ của quý nhân, những người tuổi Tuất sẽ có vận may tài chính gia tăng từ tháng 7 đến tháng 9, gặp nhiều may mắn và trở thành người giàu có. 3. Tuổi Ngọ. Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, từ tháng 7 đến tháng 9, vận may tài chính của người tuổi Ngọ sẽ trở nên rực rỡ. Người tuổi Ngọ có tư duy nhanh nhạy, giỏi quan sát và luôn phát hiện ra những cơ hội xung quanh mình. Trong giai đoạn này, những người bạn tuổi Ngọ sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, tài vận ngày càng gia tăng, sự nghiệp suôn sẻ. Họ hoàn thành tốt công việc và được lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao, cơ hội thăng tiến và tăng lương liên tục đến. Đồng thời, người tuổi Ngọ cũng gặp may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính, có thể đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Với sự trợ giúp của quý nhân, những người bạn tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn trong giai đoạn này và nhanh chóng trở nên giàu có.